Rồi, anh là Kiệt ở Bạc Liêu. Tôi xin chào cộng đồng mạng và bà con cô bác gần xa, trong nước, ngoài nước, kiều bào ở ngoài nước ngoài. Nay tôi phát giác ra tí nữa bà con ơi, Cái hôm gì nào mà tới giờ hai anh em tôi thì mất ăn mất ngủ vì cái bài dân này. Bài dân là tựa là nghe, dân là tựa nghe đó à. Thì thôi bà con ơi, vấn đề này nha, cái cô dân này bây giờ anh phát hiện ra nữa Chiến ơi. Cái gì nữa? Trời ơi, bà này bà hết nói nổi rồi. Rồi. Ngày hôm qua đó, hai vợ chồng thằng kia, nhưng mà thôi rồi mình à, anh không có giấu tên, anh không có nói, xuống dưới siêu cha. Bây giờ bà muốn nói ngược nữa. Hồi trước thì bà nói à, trời ơi, chồng tôi giờ theo dở bé. Rồi giờ là tôi tính là nghĩa là hai tụi tôi đã ly thân lâu rồi. Bà nói dốc không. Rồi giờ là bà nói hôm bây giờ lên kết nối yêu thương á. Trời ơi, ông trả tôi, ông dơ tôi 500 ngàn lên cúp kết nối yêu thương. Nghe này, tao không biết cái bà này bà làm sao, gối quá. Em có gì em cho anh hay cô chết. Trời ơi, anh bức chết quá rồi. Bây giờ đấy, bây giờ anh kể nghe chuyện này nè. Cái bà này, bà này lúc trước bà đi lên trên kia, bà gặp cái ông gì đó, nhớ không? Cái ông gì? Cái ông gì mà nhỏ 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 con á? Cái ông đó, ông Phước. Ông Phước. Ông Phước. Ông Phước, Phước ở Bình Dương. Đó, bây giờ ông Phước á, là bà ông Phước ngày xưa là hứa cho bà tiền để cho bà trả nợ. Bây giờ là cháu gì của ông Phước đó ở nước ngoài bay về luôn. Trời ơi, mình nói nhỏ nghe nghe Chiến. Nói vậy cho ông Phước là người tốt đây em ơi. Nhưng mà cái mấy con nhỏ cháu này nó lên nó thấy cái hồ sơ bà này, tao nói nó đen xì luôn vậy trời. Rồi từ bên Mỹ nó bay về đó, có cái gì em nói cho anh nghe coi. Bay về xong là không cho ông Phước kết nối với bà này. Là bây giờ còn nhiều hoàn cảnh, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác không giúp. Mà tại sao giúp bà này? Bà này là cờ bạc đồ này kia. Trời ơi, trời ghê lắm. Vậy là bà ruột ông Phước rồi, bà mới bay vô ông Năm Sầu Riêng, rồi ông bay vô ông Thành. Thôi bây giờ nè, tôi không biết cháu ông Phước là tên gì, họ gì. Nhưng mà cậu Sáu ở Bạc Liêu nghe con, cậu rất mang ơn con đó. Chứ mà con đưa vô nghĩa là cái cậu Phước tao vô cái chỗ này là chết. Chết chắc. Chắc rồi con ơi, trời đất quỷ thần ơi, sao thiệt. Cậu cũng mang ơn con nghe con. Trời con đó, mà cậu Phước con mới khỏi cái tai nạn này nó trời. Trời ơi, con ơi, cái bà này đó nghe. Khoan, để anh nói hết nha. Cái bà này đó. Rồi. Mình không có nói vấn đề cờ bạc mà bà hút cờ bạc luôn, bà chơi hết bài luôn mà. Bà đi bán giấy số, mà bà vô bà quánh bài, hết tiền rồi bà đặt giấy số. Rồi bắt đầu cái là lợi cái sòng bài người ta mua bài về không kịp. Cái bà... Bà mới thấy mấy nhỏ bắn cu li đó. Bà nói thôi thôi, để cô bắn đi. Bà bắn ăn tiền luôn. Trời Thánh ơi. Thần thiên ơi, hết nổi nổi rồi Chiến ơi. Cái bà này đó nghe. Tao nói cái thằng Duy Phong này nó nói phải đó. Rồi bà lên bà nói, trời ơi, bây giờ bên phụ nữ giờ không có ai dòm tôi hết trơn á, làng xóm này người ta đi người ta có quyền của mình. Ở đời sao sao kỳ cục vậy trời, ở đời sao kỳ cục vậy. Có một bà ngoại là 75 tuổi gần nhà bà luôn, mới gọi điện cho em là tố cáo bà này luôn nè. Rồi bây giờ á, bà tố cáo gì? Bà nói là bà này quánh bài dữ dằn lắm, cờ bạc dữ dằn lắm, thiếu nợ dữ dằn lắm, rồi u đủ thứ công chuyện hết trơn á. Còn bây giờ nè, bà sẽ gọi tụi em xuống, đừng bà làm cái giống như bà tường trình vậy đó, anh nghe chưa? Bà tường trình, bà mời ông, bà mời ông chủ nợ lại nè, bà mời chồng bà về nè, coi là có đúng sự thật y như bà nói không. Trời ơi, con lại hồn. Trời ơi, ngày hôm qua tao đi tao coi hết trơn rồi. Anh coi cái là hai cái thằng này, cha thằng này á, người Miên, vợ nó người Việt, đi xuống phẩm vấn. Rồi bắt đầu các bà nói trời ơi, không ai biết của tôi, không ai nằm hoàn cảnh tôi đâu. Chồng tôi á, xuất ra 500 ngàn nghe là cho tôi lên kết nối yêu thương. Mày nói chuyện vô duyên không? Nói chuyện vô duyên không? Nói chuyện tao nóng. Bữa hổm lên thì nói với người ta, nói trời ơi, chồng tôi nó theo vợ bé, cái khoản nợ này nó gây. Rồi bây giờ bà nói chết. Đây nè bà con cô bác nghe, tôi nói thiệt nghe,
ở ấp là Gạch Kinh đó, xã là Hòa Thành đó, bà con cô bác để ý con mẹ này đó, vợ chồng đúng là nghe là đồng lõa, đi lên đó gạt cộng đồng mạng để lấy tiền. Sao? Vậy là ổng cũng có tham gia vô đây luôn hả? Mà bà vu oan giáo họa chứ anh nghĩ là chắc không có đâu, bởi vì ổng người ta dân đi biển mà lo mần tích cỗm cho nghe đem tiền về gì cho vợ, thì em biết đi ra biển á thì ra ngoài mần á là nhầm khi Tết trăng hay là mới về, còn ổng đi cầu đôi 3 4 tháng ổng mới về. Còn cái bà nội này nè, trong nhà cầu số cầu gì nè mới tàn mạt, rồi chơi nghe là cờ bạc mới tàn mạt. Trời ơi, nghe cái bà nói thiệt anh nhục nhã quá Chiến ơi, nói thiệt tình không có bây nghĩa, giờ nói á sao. bây giờ bà kêu mấy anh em xuống tận nhà luôn, đừng bà trần tình, bà kể câu chuyện của bà là bà kể rồi bà các kêu ông chủ nợ rồi lại coi luôn, đừng bà trần tình coi nó bà đúng nói đúng hay sai. Trời ơi trời, con lại cô Út ơi, cô Út, cô đã như vậy người ta biết hết trơn rồi mà giờ ai mà bỏ ra 200 triệu để trả nợ cho cô đâu, mà cô kêu tụi con xuống để trần tình, là trần tình cái gì trời. Bây giờ anh Bà nghĩ còn đi dài dài á, bà còn đi dài dài ra ấp Gạch Kinh đó, cái đường ấp Gạch Kinh đó, xã Hòa Thành đó, bà nói trời ơi bây giờ ai cũng đi á, nói thiệt tình ai cũng chửi ta, ta chửi đó nhẹ, ta chửi đó nhẹ, đáng lẽ gặp ta quýnh tao người nó nói thiệt ta tao xé nát ừ. quần áo luôn á, xé nát quần áo, có đồ quỷ gì đâu không á, trời ơi thiệt đó. Trời ơi Út Nghé ơi, chị Út Nghé ơi, tôi nhục nhã với chị quá chị Út Nghé ơi. Trời ơi trời, mình bằng mà cái bà này là anh coi rồi, anh giỏi bên cái sách tử vi lắm, cái bà mà anh nói là lưỡng nhãn bất chung, mà con người mà tao nói bà ti hí như mất lương vậy đó, tao nói đàn ông ti hí mất lương, trai thì trộm cốt gái buôn trùng người. Cái bà này mình nói nhỏ nhỏ nghe chơi chứ nói thiệt tình, nó mấy cái bà này đụng mày sắp gì bả tao không dám đâu, Sao nói không thiệt dám? chứ đừng nói Chết chắc hả? chết bất tử làm sao, bà bán đứng tao ra giữa chợ luôn chứ còn gì nữa. Chút nữa ông bán đứng cái ông Ba Thành, mà ông Ba Thành cũng vậy đó, mày hôm qua mày đi qua Ba Thành mày coi mày có cái gì mày kể cái vụ Ba Thành cho anh nghe coi chứ. Rồi. Đi qua ông Ba Thành là ông Ba Thành mà chỉ cần còn nói một câu duy nhất thôi. Trên găng dưới dép. Trời ơi Trời trời, ơi là trời, đâu mà đại con gia 27 công đất, con lại hồn hồn nước nhẹ cho con nhờ, hồn bán ba cái bong bóng gì ở ở trước cổng trường á, bán đồ cho em bé, đồ cho mấy em học sinh á. Trời ơi. ơi mấy ông cố nội nào dẫn ông nói 27 công đất, ông chỉ đất đai của ông từ lưa tới chừng vô tới nhà trọ ông nội ơi. Thôi anh ơi khủng khiếp lắm, đại gia đâu mà ra gia đại á. Trời ơi Trời đất ơi, bởi vậy bữa hổm Cùi Bắp nó nói là tao nghi rồi. Cùi Bắp nó nói chú ơi, chú nói cái gì chú dòm ngay con nè, mà tao thấy ông liếc 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 không là tao nghi rồi, tao nghi thằng cha này lắm rồi, để em tao kể, nghi rồi đó. em Bởi kể vậy cho Cùi Bắp à. em kể cho anh nghe một cái tình tiết này rất là vui. Cái tình tiết mà lúc mà bả với ổng nắm tay mà đi 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 trên cái lộ mà chỉ mà ruộng á, Rồi rồi anh thấy rồi. mày Tôi nói coi. cái quần của ổng, cái áo của ổng, cái áo sơ mi ổng á, cái quần của ổng không có phọn tia, cái áo nó phất qua thì phọn tia nó hở ra, phất qua phọn tia nó hở ra, ổng lấy cái áo đậy 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 lại. Mấy thằng này nó mới nói là súng đã lên nòng, súng đã lên nòng, tại vì khi nắm tay bả cái phọn tia nó không kéo lại được, mà cái ổng lấy cái tay ổng đậy đậy cái vạt áo lại sợ lũ phọt tia ra, kỳ mấy này nó là súng đã lên nòng. Đúng Mày nói tao mới nhớ. không? Vậy là ông hồi ước lại, ổng hồi ước lại đó, nó ngay cũng tội nghiệp ổng em ơi, nó vậy người ta thèm khát mà mấy cái thằng cha này ăn coi nồi không ngồi không có coi hướng, thì cái gì mình lên mình giải trình sự thiệt đi. Bây giờ thí dụ á, đi lên một chuyến Cùi Bắp là thằng Tiến lên đó, mình có gì mình nói thiệt, nói vậy chứ tuổi già rồi mình cũng phải cần một cái nhịp cầu nối, còn một chút gì đó nghĩa là mình kết nối yêu thương với nhau. Bởi vì lên xưng đại gia đại cố không có, bởi vì mấy cha này làm biết tao nhục nhã quá Chiến ơi, bây giờ thiệt đáng là lẽ anh anh Kiệt, anh Kiệt là đại gia đúng mày nè, ơi. anh Kiệt Bạc Liêu là đại gia nè, tại vì đâu có thịt đâu có mỡ đâu, đại gia da với xương á.
Da như xương không à. Còn em là đại mỡ nha. Ừ. Còn bà chứ. Còn bà U63 đại siêu mỡ. Trời ơi, mà tao nghe mày nói cái nhắc cái vụ cái bà mà 63 tao còn nổi điên đó. Bà nói trời ơi, nghe ông trả tôi nói thì tôi muốn khóc, muốn chảy nước mắt. Ông nói thôi bây giờ anh dơ cho em 500.000 là em lên em kiếp kết nối yêu thương để trả khoản nợ. Trời ơi là trời, tao nhục nhã quá trời chiến ơi, không biết làm sao mà bà lên bà nói gì á. Thánh thần thiên địa ơi, hôm trước thì nói vợ theo vợ bé, người tao chửi cái vụ theo vợ bé rồi, bây giờ nói trời ông xã tôi dơ là có đó là cái gì. Ông cái bà này má làm anh gối không à, mày có cái gì mà giải trình tao nghe thôi. Trời ơi trời, bây giờ á. Bây giờ là cái ông chú ở Bình Phước đó, ông chú gì nãy quên nữa rồi, chú Phước hả? Ông Phước ổng ăn tương luôn rồi, ổng thoát được hồn hồn giết ổng thoát được kiếp nạn, ổng thoát được kiếp nạn để ổng ăn tương luôn. Tới ông Thành, ông Thành đã chuẩn bị ngày mai mốt ăn tương luôn. Chứ bây giờ đó mà ông Thành ông ăn tương, ông Thành ăn tương cũng vừa lắm. Mà nói vậy chứ mình cũng tội nghiệp cho chú Phước đi. Nhờ con nhỏ đó không biết là cháu chú Phước tên gì nha. Cậu cũng cảm ơn nghe con. Chị con nói thiệt cậu con về được giải cứu cái vụ này chị đó chứ không... thôi là cậu Phước con là chết chắc rồi. Chị đó mà không về kịp là banh rồi, banh xác rồi. Đã đem xuống cái ao xe ông nhận nước ông Phước luôn nữa. Thánh thần ơi, thở này bà nói dốc mà không có căng, nó dốc không căng. Bà nói trời ơi, còn cái vuông sen đó đó, người ta trả là 800-900 triệu một công. Mắc mơ gì 800-900 triệu thì thôi ta sang nửa công hơn công thì trả nợ. Còn ai thiếu tiền không ấy lấy cái vuông sen đó đi, còn ấy là để cái nhà này tôi ở. Rồi mắc mơ gì mà lên trời ơi, bà này bà diễn sao mà tao nghe anh nghe kỳ cục quá chứ ơi. Bà hình như là nè, ở đây nói vậy cho anh xem lý lịch rồi, anh nói là cái thằng con trai thứ ba của bà, nói vậy cho thằng đó biết điều đó. Nghe nói bà đi ra đi vô vợ chồng này kia nọ, ổng nó nghe tội nghiệp ổng lắm. Ông đi biển rồi này kia đó, nghe là ông về ông phái rượu thôi, gọi là vô là ông ca hát thùng cọc kéo thôi, dơ tiền cho bà. Mà cái bà này á, mà đó thôi thôi bây giờ chú nói gì nghe, cậu nói gì nghe con. Con về con kêu mẹ con á, coi nợ nần gì đó, nghe là coi lại kêu chính quyền lại, có ai siết nợ siết lần gì đó mấy chứ. Bán nữa cái hào sen đi con, bán nữa hào sen cho ta. Mắc mớ gì mà mày nói mày đem mẹ mày lên đó, thiệt tình á, mày đem mẹ mày mà lên đi nó cậu nhục chả với người ta quá con ơi. Trời ơi cái thân hình của mẹ con nó thiệt đó. Cậu dòm mà cậu thấy nó thiệt á, không biết cậu nói gì chứ nó thiệt cậu muốn khóc luôn á. Mày dòm coi bả nói ra con mắt liêm nhiêm, đừng mơ mốt đem bịt mắt bả lên. Chứ cậu thấy con mắt của bà cậu sợ gần chết luôn á con. Sao bà đàn bà mà ti hí mắt lương đó nghe con, nó nguy hiểm lắm. Cái sự cháo chở của bà đã có rồi, mà giờ bà khoe lên vấn đề chéo cháo chở của bà nữa. Thánh thần thiên địa ơi, chiến ơi, tao nhục nhã làm sao đâu. Cái xóm bên Trà Vinh đó nghe, cái xóm Gạch Kinh đó, xã Hòa Thành đó, bà con cô bác đi coi cái bà Út Dân này, bà nhé Út Dân đó ra mua vài chục hộp vịt lộn, bà đi mà cái đầu là gạch giá cái đít Long Xuyên trội đại vô mặt bà đi. Tôi thấy tôi không ưa rồi đó, thiệt tình nói trời ơi trời xấu bố phát triển ơi. Không biết cái bà Út nghe này sao trời trời trời, tính là bà bệnh, tính là bà bệnh tâm thần mà ai về là bà lừa đảo hồi đó. Hồi đó trời xui đất xui, nào bả lên mới có nói yêu thương vậy trời. Kênh nào quay đầu tiên bả trời. Cũng tại thằng Đinh Văn Non nè, nó mặn răng mà nó không coi ngày, lên cái bắt đầu nó hỏi. Quay bả đầu tiên hả? Lớp luôn hỏi. Quay bả đầu tiên hả? Đinh Văn Non. Quay bả đầu tiên hả? Quay bả đầu tiên cái thằng ở Trà Vinh đó. Mùa trời mặt. Ơi trời ơi tao lại mày Non ơi Non. Làm ơn làm phước á, con có mần ăn con coi ngày coi đồ nghe Non, Đinh Văn Non đó mở hàng. Mày mần ăn á thiệt nhục nhã quá trời đi, mở hàng trời mở hàng trời. Mở hàng trúng bà này thua luôn.
Rồi từ hôm nào chơi cái kinh đó nó có lên không? Trời ơi, trời trời, cậu Trời kém ơi ban trời. nhục quá non ơi. Bả ở Trà Vinh, bả Trà Vinh xong bả ám chưa đủ, bả kéo lên chỗ ông Tiến Hồ Tiến TV bả ám cho này đó. Bả báo người ta mà. Bả đi tới đâu bả báo người ta đó. Bả báo ra thằng gâu ghia đó, thằng gâu ghia bị với su sĩ luôn. Gâu ghia là lên với bắt đầu thăm ông năm sầu riêng. Đấy nha. Thương hết lòng bà, không muốn nói ngược đó, bà còn 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 dạy năm chầu riêng nữa chứ. Bà dạy bà nói anh nó làm vừa vừa thôi, anh làm cái đó tôi coi không được. Thánh thần thiên địa ơi là trời, mà hai bên đây đứt cộng dây nhục hết trơn rồi, đứt cộng dây nhục hết trơn rồi, đâu có biết con mẹ gì mà người này đi chỉ người kia hả? Mày phải đứt cộng dây nhục hết rồi, đâu có biết con mẹ gì. Mà bên này nói bên kia rồi bên kia nói lại. hai người thần. Hai người đứt cộng dây nhục mà cứ lấy cái nhục chỉ nhau. Chỉ còn nói thôi anh Năm ơi, anh tạm dừng lại đi, anh tạm dừng đi. Trời ơi, là nó hồi bả cũng đứt dây nhục luôn. Trời ơi, bà Út nghe tôi lại bà giờ mất ước nè, bà về tối nay đó bà uống bà ra mà chợ cái chỗ mà chợ đó nghe Hòa Thành đó, bà mua 50.000 thuốc ngủ đi bà nghe, rồi bà uống bà nằm mơ trái trời. Bữa nay là bà nằm mơ với ông đúng rồi, voi bị gì bà phái tuổi sửu mà bà nói người tuổi tuổi hiền lắm, bà lên ra là bà nằm mơ rồi bà ôm ông Dũng là voi. Trời đất ơi, tôi nhục quá bảo ghé ơi, trời ơi là trời, nói thiệt luôn. Thôi chú Năm ơi, con nói thiệt với chú á, trời chú khổ, chú xin nghe này ra, nói thiệt chú nghe này, chú vừa sanh ra nó mọc sừng rồi, chú vừa sanh ra mọc sừng rồi. Đây, trời đất đây, quý, vừa sanh ra cũng phải sao, mọc sừng đó. Để dẫn bà lên cho chú ba một cái găng á, ừ. Cho chú ba đứt luôn cho rồi. Rồi tao nghe nói cái tao muốn mang nhục. Bà nói trời ơi, chồng tiền cho tôi á thì chồng trước 3 ngày rồi tôi cái gì đó là tôi ở trọn đời trọn kiếp. Mà anh em anh nói nha, nói thiệt thôi bà tin nghe, mình nói mẹ đi, mình xỏ mũi con trâu mày. Em muốn dắt về thì dắt đây thì chồng tiền đây dắt về luôn chứ mắc mớ gì tới 3 ngày nói chuyện nghe tất cười quá. Trời ơi, chị Út nghe chị cho người ta biết đi chứ nè. Trời ơi, mấy ngày nay là bà chưa buông ông Thành đâu, bà còn gọi điện cho ông Thành, bà nung ông Thành, bà nung vô bà hỏi ừ. Có tiền chưa, có chưa để nói em cho anh biết. Ông Thành ông gầu lên đó, dạ. Ông Thành ông gầu, ông là tiền đâu mà có. Bán bong bóng mà có tiền nhiêu. Được mà rồi. Cái ông nội này đó, mình phải xét cái thân phận của mình đó, mình ở như vậy đó mà anh Thành đây anh nhắm anh rước cái dòng này về anh chịu nổi không anh Thành hả? Tại sao mà tôi nói với anh rồi đó, anh nhắm anh rước cái dòng này chịu nổi không? Trời đất ơi, cái thân này ở nhà trọ nghĩa là có 3 thước hà, áo nải cân đây không có cái gì hết trơn thì bán rồi lo bán buôn đi, có muốn cái gì lên trên mà Tấn Dĩ hơn quan chiến Đồng Tháp gì đó hỏi có cái chỗ đó người ta cần cái gì hỏi mẹ ăn cái đi. Trời ơi trời, ra phè nổ làm mang nhục quá, anh làm tôi nhục quá anh Thành ơi, nói thiệt tình không phải nói trời ơi, trời không biết dân này không biết nghĩ sao. Loạn hết thôi. Cái xã hội này sao mà anh thấy kỳ kỳ vậy á. Ráng đi, còn có mấy tháng nữa qua năm mới rồi, coi tình hình năm mới qua có vậy không? Anh cũng giá trời cho nó qua khỏi cái năm nay cho lẹ. Còn năm đầu kia nó giờ nó ra, trời ơi trời. Anh nghe bà con ở Phong Điền, Cầu Nhiếm, chợ Ba Bích người ta điện với anh, ta nói trời ơi, năm chầu riêng giờ nó không dám đi đâu trơn. Rồi, banh rồi. Đi ra cái chúng chửi, rồi con nó cùng với thằng con trai về nó, trời ơi, ba làm nhục quá ba ơi. Cái nó rồi ông nói sao mà em biết không? Ông nói, mày làm sao? Mày cũng như tao mà. Cha còn cá bèn lứa. Nhục nhã gì ta không?
rồi bà con ta kêu vô đó, chứ lát nó khai ra đổ nợ cả nùi, đổ nợ cả nùi luôn, hai cha con khai ra cái cổ đổ nợ cả nùi luôn à. Trời ơi là trời ơi, nhục thiệt tình bây giờ trời, gán ta đi. Chưa từng thấy. Bây giờ gán đi, bữa nay là hai bữa nay mười mấy mười tay rồi, tới ngày 24 tây, tới ngày 1 tháng 1 là qua năm mới rồi, yên tâm đi. Thôi chứ ơi, trời ơi, còn cống tiền bây giờ nó lên nó làm bộ chảnh nó chứ, nó lên ngày hôm qua thằng câu kia vô vô trò vô cái phòng trọ vợ chồng vô luôn cái hỏi chi tiền bây giờ sao chi tiền, cái tiền nó thôi để từ từ đi, mình nhắm con tiền nó từ từ được không, nó vô là nó muốn hốt người ta luôn cái trời đất chí thần ơi. Tiền ơi, ta lại này tiền ơi, cái lý lịch của mày ta biết hết rồi tiền ơi, nói thiệt chứ mày, mày đừng có giả nai nữa, mày giả làm sao, mày hại ông bà Đặng với ông Lộc chưa đủ cho tiền, mày đạp lên cái vấn đề như là cái xác người ta bệnh hoạn như vậy đó, mày chưa vừa bụng sao, con quỷ sứ này nó nói, trời ơi trời ơi, em thấy coi, thằng Lộc nó mần ăn này kia nó đạp lên cái xác người ta, có cái, một cái cơn bệnh như vậy đó, con nhỏ này đó nghe, nó thiệt tôi thông báo bà con cô bác nghe, con nhỏ này nó ở đời không đức không gì đâu, nó đạp trên cái xác của thằng Lộc đặng nó lấy tiền, nó lấy tiền về đó, phải chi nó nuôi tấm thân nó đâu, nó nuôi trai, nó nuôi trai, hỏi cho em nhắm coi á, nghĩa là 30-40 triệu rồi bên nước ngoài người ta làm đám cưới đồ đặt ta cho biết bao nhiêu, nó làm trong vòng có 3-4 tháng tiền đâu rồi, quỷ cái này tao nói thiệt, tao nhắc tới đâu thiệt, tao ăn cơm không được luôn, cơm nước mà dọn ra mà đứa nào nhắc tới câu tiền tao nuốt không trôi luôn, trời ơi là trời ơi, tức á, thiệt tình mà nói bây ấy, giờ trời. Á, bây giờ mình còn có mấy ngày nữa rồi, qua ngày qua năm mới rồi để coi tình hình nó như thế nào, rồi bây giờ buổi trưa hôm nay thì anh em mình nhiêu đây thôi để cho khán giả còn ăn cơm nữa. Dạ chào bà con cô bác cộng đồng trong nước ngoài nước nha. Tôi là kẹt ở Bạc Liêu, tôi có lỡ lời nói xúc phạm gì với cô bác cũng thông cảm cho tôi. Thôi bà con cô bác ơi, cho tôi xin một like ở Chiến Đồng Tháp đi cô bác ơi, tôi quá bức xúc rồi.